Chào tất cả các bạn. Ở trong video lần trước, Bệnh viện Thú y Erevet đã chia sẻ đến cho các bạn về quy trình tiêm phòng vaccine chuẩn cho cún. Và video đã được rất là nhiều các bạn quan tâm và ủng hộ. Chính vì vậy, ở trong video ngày hôm nay, Bệnh viện muốn tiếp tục chia sẻ đến cho các bạn nuôi mèo về một quy trình tiêm vaccine chuẩn cho mèo là như thế nào, những bệnh nào mèo cần được tiêm phòng trong năm đầu tiên, cũng như là các lưu ý trước, trong và sau khi tiêm phòng. Và mình là bác sĩ Trung, giám đốc của bệnh viện. Và bây giờ thì mình vào nội dung của video nhé. Vậy mèo cần được tiêm phòng những bệnh gì nhỉ? Ở mèo có 5 bệnh quan trọng cần được tiến hành tiêm phòng hàng năm. Bệnh đầu tiên là một bệnh vô cùng phổ biến và đặc biệt nguy hiểm, đó là bệnh giảm bạch cầu. Bệnh gây ra tình trạng mèo bị nôn, bỏ ăn và tiêu chảy với tỷ lệ tử vong cực kỳ cao ngay cả khi được điều trị. Và cũng như là bệnh có một tốc độ lây lan cực kỳ nhanh chóng. Bệnh số 2 và bệnh số 3 là hai bệnh do virus gây viêm đường hô hấp trên, hay còn được gọi là cúm mèo, đó là virus Canisi và virus Herpes. Hai loại virus này thì đặc biệt phổ biến ở những bạn mèo dưới 1 năm tuổi, gây ra tình trạng mèo bị ho, hắt hơi, sổ mũi, viêm kết mạc, chảy ghen rửa mắt và loét miệng. Một số bạn mèo khi bị mắc cúm mèo thì có một tỷ lệ rất là nhỏ bệnh có thể diễn tiến tới tình trạng viêm phổi và gây tử vong. Với một số bạn mèo khác thì ngay cả khi đã được điều trị khỏi cúm mèo thì vẫn sẽ bị mắc một di chứng, đó là viêm sổ mũi mãn tính, dẫn tới tình trạng mèo bị sổ mũi dai dẳng và không thể điều trị khỏi được. Bệnh số 4 là một bệnh do vi khuẩn Chlamydophila felis, là vi khuẩn được cho là chịu trách nhiệm chính cho tình trạng viêm kết mạc mắt của mèo, khiến cho mèo bị đau mắt đỏ và chảy rất là nhiều ghen rửa mắt. Bệnh số 5 là một bệnh mà bắt buộc phải tiêm phòng theo pháp lệnh thú y của Việt Nam, đó là bệnh dại, một căn bệnh mà có tỷ lệ tử vong 100% và có thể lây được từ thú cưng sang người qua vết cào hay là vết cắn. Và ngoài các bệnh được khuyến cáo tiêm phòng ra, các bạn cũng có thể sẽ cân nhắc tiêm phòng cho mèo thêm một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác, ví dụ như bệnh FIV, bệnh viêm phúc mạc truyền nhiễm ở mèo, hay bệnh FIV, bệnh suy giảm miễn dịch ở mèo. Và những mũi vaccine này thì có thể sẽ được khuyến cáo tiêm phòng cho mèo khi mà mèo của các bạn đang sống ở trong những môi trường có nguy cơ mắc bệnh cao, ví dụ như những hộ gia đình nuôi mèo đông đúc hoặc là những trại nuôi mèo sinh sản, và đã từng có hoặc hiện tại đang có một bạn mèo nào khác đang bị mắc những căn bệnh này. Tuy nhiên, hiện tại những vaccine này ở Việt Nam thì khá là hiếm, chi phí đắt đỏ và hiệu quả vaccine thì cũng chưa được kiểm chứng. Và nếu như các bạn quan tâm đến những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở mèo thì các bạn cũng có thể sẽ xem những cái video mà mình đã chia sẻ trước đây về bệnh giảm bạch cầu, bệnh FIV, bệnh suy giảm miễn dịch hay là bệnh cúm mèo. Và link mình sẽ để ở trong phần mô tả cũng như là phần comment của video này nhé. Vậy lịch tiêm phòng cho mèo là như thế nào? Theo như khuyến cáo, năm đầu tiên các bạn mèo sẽ cần được tiêm phòng 2 mũi vaccine 4 bệnh và 1 mũi vaccine dại. Mũi vaccine 4 bệnh sẽ bảo hộ mèo khỏi 4 bệnh truyền nhiễm phổ biến, bao gồm bệnh giảm bạch cầu, bệnh herpes, bệnh calici và chlamydophila felis. Mũi vaccine 4 bệnh đầu tiên chúng ta sẽ tiêm khi mèo đã được 60 ngày tuổi trở lên, và tiêm nhắc lại mũi thứ 2 sau mũi thứ nhất 30 ngày. Và sau khi hoàn thành 2 mũi vaccine bệnh truyền nhiễm từ 2 đến 4 tuần thì chúng ta sẽ tiêm hoàn vaccine dại cho mèo. Và sau đó thì cứ mỗi năm chúng ta sẽ đều đặn tiêm nhắc lại một mũi vaccine 4 bệnh và một mũi vaccine dại để đảm bảo hiệu quả phòng bệnh. Và một lời khuyên dành cho những hộ gia đình nào nuôi mèo ở những môi trường mà có nguy cơ cao, ví dụ như là những hộ gia đình nuôi nhiều mèo hoặc là những trại nuôi mèo sinh sản và đã từng có mèo bị mắc bệnh truyền nhiễm, thì các bạn hãy tiêm cho mèo 3 mũi vaccine 4 bệnh thay vì 2 mũi như thông thường để bảo vệ các bạn lên được tốt nhất. Vậy lợi ích thì tiêm phòng vaccine cho mèo là gì? Lợi ích số 1, mèo sẽ được bảo vệ khỏi các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm với tỷ lệ lên tới trên 90% nếu như hoàn thành đủ các mũi vaccine trong năm đầu tiên theo chỉ định của bác sĩ thú y. Và nếu như không may mèo của các bạn vẫn mắc bệnh truyền nhiễm ngay cả khi đã tiêm phòng đầy đủ thì triệu chứng khi mắc bệnh cũng sẽ nhẹ hơn rất là nhiều, cũng như tỷ lệ sống sẽ cao hơn so với những bạn mèo không được tiêm phòng. Lợi ích số 2, tiết kiệm chi phí cho chủ nuôi. Vì khi mà các bạn mèo bị mắc bệnh truyền nhiễm thì chi trả cho chi phí điều trị sẽ cao gấp rất nhiều lần so với chi phí các bạn bỏ ra khi tiêm phòng cho mèo. Và với những bạn mèo bị mắc những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như bệnh giảm bạch cầu thì ngay cả khi được điều trị, mèo của các bạn vẫn có nguy cơ bị tử vong. Lợi ích số 3, bảo vệ sức khỏe cho chủ nuôi. Bệnh dại là một trong những bệnh vô cùng nguy hiểm, có khả năng lây trực từ thú cưng sang người qua vết cắn và vết cào của thú cưng.
Hàng năm ở Việt Nam cũng có rất là nhiều các ca tử vong bởi vì lây bệnh dại từ chính vật nuôi mà họ nuôi ở trong gia đình. Chính vì vậy, tiêm phòng vaccine dại đầy đủ cho thú cưng chính là cách tốt nhất để bảo vệ bạn và gia đình của bạn khỏi nguy cơ bệnh dại. Vậy tiêm phòng vaccine cho mèo thì cần những lưu ý gì? Lưu ý số 1, chỉ tiêm vaccine cho mèo khi sức khỏe của mèo trong trạng thái tốt nhất. Đặc biệt là đối với những bạn mèo vừa mới đón về thì các bạn cần phải theo dõi sức khỏe của mèo trong vòng ít nhất 7 ngày tại nhà, sau đó mới tiến hành tiêm phòng, bất chấp cả việc phải tiêm phòng trễ lịch. Vì để bảo vệ cho các bạn mèo không bị tiêm phòng khi mà vẫn đang ủ bệnh ở trong cơ thể. Lưu ý số 2, các bạn hãy cố gắng theo tuân thủ đúng lịch vaccine được bác sĩ thú y đề ra. Và nếu như các bạn đã tiêm trễ lịch vaccine quá nhiều thì có thể sẽ khiến cho vaccine hoạt động không còn hiệu quả nữa. Và trong những trường hợp mà tiêm vaccine bị trễ lịch quá nhiều thì mình sẽ đề xuất là các bạn nên tiêm lại thêm một mũi vaccine để đảm bảo hiệu quả phòng bệnh. Lưu ý số 3, sau khi tiêm vaccine thì các bạn cần phải kiêng tắm cho các bạn mèo trong vòng từ 5 đến 7 ngày và kiêng những loại thực phẩm có thể gây kích ứng đường tiêu hóa, ví dụ như mỡ, sữa và đậu tanh. Đặc biệt là đối với một số bạn mèo bị nhạy cảm với vaccine thì có thể sau khi tiêm xong thì vết tiêm có thể bị sưng trong vòng vài ngày đầu tiên. Chính vì vậy là các bạn hãy cố gắng giấy kỹ vị trí tiêm ngay khi tiêm xong. Và lưu ý cuối cùng, một số bạn mèo có thể sẽ có những phản ứng phụ, ví dụ như sốt, nôn mửa, tiêu chảy và bỏ ăn. Thông thường thì những cái triệu chứng này sẽ nhẹ và mất đi sau khoảng 24 giờ. Nhưng nếu như những bạn mèo nào có phản ứng quá dữ dội với những cái triệu chứng và ngày càng trầm trọng lên theo thời gian thì các bạn cần phải liên lạc ngay với bác sĩ thú y để được hỗ trợ tốt nhất. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay. Nếu như bạn thấy video này hay và hữu ích, hãy nhấn like và share video. Và nếu như các bạn muốn xem thêm những cái video về chia sẻ chăm sóc, cách điều trị thú cưng thì các bạn cũng có thể nhấn cái nút chuông nho nhỏ ở góc màn hình này nhé để subscribe kênh của mình. Và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Chào tạm biệt tất cả các bạn.